Cam có cảm nhận được rằng là ôi mình nổi tiếng không, và thậm chí là Cam có trích không? Thật ra thì em không bao giờ em để cho Cam có một cái suy nghĩ ở trong đầu là Cam là người nổi tiếng. Bọn em tránh cái việc đó lắm. Bé được sống đúng với cái lứa tuổi của bé là điều quan trọng hơn. Đúng rồi. Hoặc là đi ra đường mà kiểu như là có nhiều người xin chụp ảnh các thứ thì bọn em cũng không bao giờ là bọn em bảo là đấy tại vì là con nổi tiếng đấy cho nên là con phải ngoan nhé các thứ. Bọn em không bao giờ là như vậy. Mà bọn em bảo nếu mà các cô chú xin chụp ảnh con có thích không? Nếu con thích chụp thì con chụp, còn con không thích chụp thì con thôi. Và bọn em luôn luôn bảo là vì mọi người yêu quý con, vì đúng con vậy. Ngoan thì con mới được mọi người xin chụp ảnh. Chứ không bao giờ kiểu như là tại vì con nổi tiếng đó nọ kia các thứ trên mạng. Bây giờ quay trở lại nhắc đến cái bạn mẹ Cam Cam, dạ. Hai vợ chồng anh thấy lúc nào cũng nồng nàn, lúc nào cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt rất là yêu thương. Dạ. Vậy từ sau chương trình Vợ Chồng Son về, hai vợ chồng có cái mâu thuẫn xích mích gì không? Chắc chắn là có. Chuyện lớn nhất của bọn em có lẽ là trong cái khoảng một năm đổ lại đây, đấy là vấn đề về căn nhà này. Khi mà hai vợ chồng cùng quyết định là chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống, thì hai vợ chồng lại không hề đắn đo gì chuyện đó đâu. Ok, quyết sống, mai chúng ta đi vào tìm chỗ nào đấy, nhà cửa nọ kia để chúng ta duy trì cuộc sống của chúng ta, làm sao chất lượng cuộc sống được tốt nhất. Cái đấy đi rất là đồng lòng. Nhưng khi mà trong quá trình mà vợ chồng em mua cái nhà này chẳng hạn, thật ra là vợ em là người quyết, em lại là một người bảo là thôi cứ từ từ để xem thêm nọ kia ấy, các thứ. Nó lập tức ra một cái mâu thuẫn. Đó là biểu là đó mà em đã thích rồi, xem cũng kỹ rồi, tại sao cứ phải xem thêm làm cái gì, chắc gì còn. Nhưng mà em lại bảo nhưng mà chắc gì cái này đã là một phương án tốt nhất của mình nọ kia. Sau đó hoặc là khi mà trong quá trình sửa nhà chẳng hạn, thì em với Loan thì được cái là cũng chia với nhau rất là rạch ròi. Ví dụ như Loan thì em sẽ cho Loan là em thì sẽ là người mà kiểu như là quyết định về mặt hình thức, còn về mặt công năng ví dụ như loại tủ này hay là kiểu tủ này nọ kia thì em sẽ là người tham gia. Nhưng mà đôi khi thì vẫn sẽ có những cái mâu thuẫn đỉnh điểm của cái khi mà bọn em sửa căn nhà này ấy. Khi đợt dịch thứ hai bùng phát thì hai vợ chồng em lúc đó rất là áp lực, vừa phải chăm con này, có con thì bọn em phải kiểu như là gửi tạm ông bà vào trong ngày, hai vợ chồng vừa chạy công việc hàng ngày, bọn em không thể bỏ công việc hàng ngày được. Xong rồi cộng thêm việc là chăm thứ nội thất, chăm gạch xưa vữa rồi nước nôi, trời ơi em nói thật với anh, mà đôi khi kiểu như là thợ họ lên chậm một ngày thôi là cả một giây đằng sau nó bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng lúc đó rất là mệt, rất là stress, và thật ra lúc đó tự nhiên là cái bản thân mình nhìn cái gì nó cũng bị khó chịu ấy, chuyện gì mình cũng dễ gây với nhau ấy. Đó, nhưng mà cũng rất là may là cuối cùng nhìn lại thì em thấy rằng là may mắn là cái chuyện này, cái viện bất kỳ một việc gì thì đều có sự tham gia của hai vợ chồng, chứ không phải đơn lẻ một người nào đó làm. Thì quá quen. Đây là hot mom rất là nổi tiếng, có nick name là mẹ Cam. Hôm nay thì Ngọc Lan với Quốc Thuận là đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, xin phép được tới thăm một gia đình rất là nổi tiếng. Em mời anh chị vào nhà. Mà cởi giày ra. Mình đóng cửa đi rồi mình cởi giày không sao đâu, mình nhốt anh quay phim ngoài kia luôn đi. Con nói thật với bố, chỉ ta thiếu gì người theo đuổi, chỉ lợi dụng bố thôi. Tại sao con có thể dựng lên những chuyện như vậy nhỉ? Con không dựng chuyện. Sao? Con nói cái gì đấy à? Nghe thấy rồi, thế con hỏi làm gì? Đồ kém tắm. Quý vị, hiện tại thì Ngọc Lan và anh Quốc Thuận đã ở trong nhà của hai vợ chồng rất là dễ thương, rất là nổi tiếng. Đầu tiên á, là cho Ngọc Lan hỏi rằng là lý do gì mà hai bạn lại chuyển vào trong Nam để sinh sống vậy? Thực ra là cái quyết định mà bọn em chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống ấy thì thực sự nó không nằm trong cái kế hoạch mà đã định trước từ rất rất lâu trước đấy của hai vợ chồng, mà nó chỉ trong đúng còn vậy là trong năm nay thôi. Tức là nó rất đường đột. Khi mà bọn em có cái cơ hội vào đây để làm việc, quay chương trình nhiều ấy, thì bọn em cảm thấy là rất là thích cái
cái không khí ở đây, môi trường rồi con người, đồ ăn rồi rất nhiều thứ. Thế là hai vợ chồng mới bảo là mình còn trẻ thế thì mình cứ thử đi. Mình thử nếu như mà mình cảm thấy không hợp thì mình vẫn còn có thể là mình quay về, bởi vì ở ngoài kia thì nhà cửa rồi mọi thứ ở đấy nó vẫn sẵn sàng chờ mình. Và nếu như mà mình không thử thì mình sẽ luôn luôn ở trong cái cảm giác là không thử thì có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Nên là thôi bọn em quyết định là mình cứ thử đi. Và đến thời điểm này khi mà bọn em đã chuyển được vào thành phố Hồ Chí Minh tính đến nay là gần 3 tháng thì bọn em thấy rất là hài lòng với cái quyết định của mình. Vẫn không có một cái cảm giác gì là mình đã phải chuyển một nơi ở gì cả. Và mình cảm thấy rằng là cuối cùng là không phải quan trọng là mình ở Hà Nội hay là mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mà quan trọng là đi đâu thì cũng đầy đủ các thành viên trong gia đình thì đấy là nhà của mình rồi. Hay quá, rất là thích câu này của Loan, đó là mình ở đâu không quan trọng, chỉ cần có nhau là được rồi. Đó. Cái thu nhập của hai bạn ở trong Nam nó so với lại ở ngoài Bắc của ngày xưa thì nó có thay đổi nhiều không? Thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì bọn em thấy rằng là về thu nhập thì mình vẫn có thể là mình chưa nhìn thấy được một con số nào cụ thể nó thay đổi quá nhiều, bởi vì là công việc bọn em thì nó lại không phụ thuộc vào cái địa lý đó, ở nhưng mà mình lại có cái cơ hội để mà mình trải nghiệm công việc nhiều hơn, bởi vì là em cũng biết là ở môi trường trong này thì dành cho các bạn làm công việc như em thì nó sẽ linh động hơn, nhiều cái để mà mình lựa chọn, nhiều cái để mà mình trải nghiệm. Nên là đấy cũng là một cái mà bọn em cảm thấy rất là muốn thử sức của mình. Chính vì công việc nó ổn định nên là cuộc sống của bọn em mới sớm ổn định được. Anh cũng đang muốn biết rằng là trong cái thời điểm này thực sự là kinh doanh trên YouTube gần đây thì có rất là nhiều những hạn chế. Thì anh cũng muốn biết là cái công việc YouTuber của hai vợ chồng thì nó có bị ảnh hưởng bởi dịch rồi bởi kinh tế thị trường hay là có bị hạn chế bởi những cái điều gì nữa không? Khi mà nói đến YouTube thì người ta cũng một phần là người ta cũng nghĩ ngay tới gia đình Cam Cam, cái thương hiệu của gia đình em. Thực tế thì bây giờ quá nhiều người làm, đồng nghĩa với việc đó cũng là cái khó khăn nhưng cũng là những cái thuận lợi cho mình. Thuận lợi ở đâu? Thuận lợi là khi mà chúng ta có quá nhiều người làm rồi chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Đó là một cái mà chúng ta cùng đẩy nhau lên. Thứ hai là khi có quá nhiều nền tảng và có quá nhiều người làm thì lập tức là những người xem họ có thể so sánh. Nếu mà mình làm nó một cách nghiêm túc thì tự nhiên là cái công việc của mình cũng sẽ được mọi người ghi nhận. Và từ đó thì mình cũng sẽ có một cái chỗ đứng nhất định cho mình. Bọn em làm đến bây giờ là năm thứ tư rồi. Và thật sự là cái việc mà em thức đêm đến 2-3 giờ sáng, em dựng clip, em trau chuốt thứ nó là chuyện bình thường. Sẽ rất là nhiều bạn nghĩ ở ngoài kia là bọn em làm đến năm nay là sẽ phải chuyên nghiệp lắm rồi này, có một ekip rất là hùng hậu đứng phía đằng sau. Đúng là em cũng có những bạn sẽ hỗ trợ em, nhưng mà với vợ chồng em vẫn phải là người trực tiếp tham gia vào những cái sản phẩm của mình. Vâng. Bữa nay mình được bao nhiêu? Bọn em tính đến hiện tại là bọn em cũng gần 1 triệu người theo dõi rồi. Quá trời tốt. Một cái kênh rất là chính thống nha, đó. Rất là bài bản, rất dễ thương, không chiêu trò gì hết. Nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi nhân vật rất là quan trọng. Bé Cam. Đúng vậy. Gia đình Cam Cam mà bước vô đây thấy gia đình chưa thấy Cam, Cam nha. Chưa thấy Cam. Vâng. Tại vì là ngày hôm nay thì Cam lại phải đi học, mà hôm nay ở chương trình của trường Cam lại có một cái chương trình ngoại khóa. Đó nên là cũng hai vợ chồng rất là phân vân, nhưng mà thôi, tại vì là vì Cam mới chuyển trường vào đây nên là bọn em thì muốn rằng là con không bỏ lỡ những cái dịp mà được đi cùng bạn bè thầy cô ấy đấy, để cho bé có thể nhanh chóng hòa đồng với cả môi trường trong này. Bây giờ là tới giờ trưa rồi mà format của chương trình là hai anh em là hay đi gõ cửa xong rồi đi xin ăn cơm. Đơn giản như vậy không thôi. Xin nghe cái dùng từ xin ăn cơm được, mời ăn cơm xin anh ơi. Không ai mời á, mình phải xin. Sao tự nhiên đi lật mặt anh em ngang chi vậy? Bữa nay mình để cho bạn Nam nấu cơm cho mình đi, hai chị em mình trò chuyện với nhau. Hai bạn Nam. Là bạn này với bạn là hai chúng mình vào bếp nấu cơm. Còn hai người phụ nữ ấy sẽ tìm một cái chỗ đó để tâm tình, sẽ trò chuyện với nhau những câu chuyện bí mật có họ biết mà thôi. Mà tụi mình cũng có những câu chuyện chỉ anh em mình biết mà thôi. Ok. Hôm nay thì có anh Thuận với cả chị Lan đến cho bọn em sẽ làm món nem Hà Nội. Nem Hà Nội. Vâng. Trong này gọi là chả giò. Chả giò. Chả giò. Không hiểu tại sao luôn nha. Ngoài Bắc gọi là nem mà trong Nam này gọi chả giò. Thật ra là vì mọi người cứ nghĩ là nó làm hai món giống nhau ấy, nhưng mà thực chất là nó không giống nhau đâu anh ạ. Khác. Nó khác nhau đó. Đúng vậy. Chứ không phải là giống nhau đâu. Cái cách cuốn á trong miền Nam á thì là cái cuốn chả giò đó là nó nhỏ hơn. Nhỏ ạ. Còn này là cuốn dài hơn. Vâng. Nãy giờ anh với Lan ngồi trò chuyện với hai vợ chồng, anh cứ tưởng là hai vợ chồng đã vào trong Nam này sống lâu lắm rồi. Tại sao ạ? Hai vợ chồng các bạn rất là rành. Vâng. Nó rất là rành về văn hóa, về con người, thậm chí là về món ăn luôn. Vâng. Anh nói thiệt nha. Nên là em vào trong đây thì em thấy cái khó khăn nhất đối với em thôi. Thì cái gì nó là khó khăn khi mà em vào trong đây? Là chắc chắn là việc xa gia đình.
nó là một việc rất là khó. Tại vì thật ra là ở ngoài Hà Nội thì bọn em có ông bà này, bố mẹ ở ngoài đó. Cho nên là nhiều khi mà bọn em thích làm gì hay là thích như thế nào thì đôi khi là vẫn kiểu cả nhà tụ tập nọ kia. Thì một cái nữa đấy là khi mà bọn em chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự là cái công việc của bọn em nó bận hơn rất là nhiều. Anh biết đấy, tại vì rõ ràng nói công bằng thì thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để chúng ta làm kinh tế. Đúng rồi. Cho nên là cái thời gian mà bọn em dành cho bé con nó cũng không được nhiều như ngoài Hà Nội đâu. Nhưng mà em thì em nghĩ rằng là bé Cam nhà em thì cũng lớn rồi. Và dần dần thì em cũng cho cháu học ở những cái môi trường mà có nhiều cái hoạt động kiểu ngoại khóa thứ nhiều hơn. Rồi Cam lại rất thích học tiếng Anh nữa. Cho nên là kiểu đi học các trung tâm tiếng Anh thì Cam kiểu tìm được cái niềm vui ở độ tuổi của 4 tuổi của cháu. Cho nên là bọn em cảm thấy là cũng rất là thoải mái, cũng như là bọn em cũng rất là cảm thấy rất là vui cho Cam. Hay quá. Vâng. Nhắc tới Cam thì anh cũng muốn hỏi luôn rằng là tên cái kênh YouTube của mình đó là Gia Đình Cam Cam. Dạ. Đúng không? Vâng. Vậy thì chắc chắn là Cam phải nổi tiếng hơn cha mẹ rồi đó. Khi mà em tạo cái kênh này ra xong em không bao giờ em nghĩ là em sẽ làm lâu như vậy đâu. Em chỉ nghĩ là một nơi mà kiểu như là lưu giữ những đúng rồi. Kỷ niệm gia đình đúng, kia đúng. Thôi. Cam chưa được một tuổi mà em đã lập cái kênh đó rồi. Nhưng mà thôi thế tự nhiên là đó cũng là một cái công việc của đúng mình. Rồi. Phải nói có một yếu tố mà mang đến một cái sự gọi là phát triển cái kênh của mình đó chính là bé Cam Cam. Dạ. Bé quá đáng yêu. Dạ. Anh đang muốn hỏi là với cái việc mà bé nổi tiếng từ rất sớm như vậy thì không biết là Cam Cam có cảm nhận được rằng là ôi mình nổi tiếng không? Dạ. Và thậm chí là Cam Cam có trích không? Thật ra thì em không bao giờ em để cho Cam có một cái suy nghĩ ở trong đầu là Cam là người nổi tiếng. Bọn em tránh cái việc đó lắm. Bé được sống đúng với cái lứa tuổi của bé là điều quan trọng hơn. Đúng rồi. Hoặc là đi ra đường mà kiểu như là có nhiều người xin chụp ảnh các thứ thì bọn em cũng không bao giờ là bọn em bảo là đấy tại vì là con nổi tiếng đấy cho nên là con phải ngoan nhé các thứ. Bọn em không bao giờ là như vậy. Bọn em bảo nếu mà các cô chú xin chụp ảnh con có thích không, nếu con thích chụp thì con chụp, còn con không thích chụp thì con thôi. Và bọn em luôn luôn bảo là vì mọi người yêu quý con, vì đúng con vậy. Ngoan thì con mới được mọi người xin chụp ảnh. Hay chứ quá. Không bao giờ kiểu như là tại vì con nổi tiếng đó nọ kia các thứ trên mạng. Bây giờ quay trở lại nhắc đến cái bạn mẹ Cam Cam. Dạ. Hai vợ chồng anh thấy lúc nào cũng nồng nàn, lúc nào cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt rất là yêu thương. Dạ. Vậy từ sau chương trình Vợ Chồng Son về, hai vợ chồng có cái mâu thuẫn xích mích gì không? Chắc chắn là có. Chuyện lớn nhất của bọn em có lẽ là trong cái khoảng một năm đổ lại đây, đấy là vấn đề về căn nhà này. Khi mà hai vợ chồng cùng quyết định là chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống thì hai vợ chồng lại không hề đắn đo gì chuyện đó đâu. Ok, quyết sống, mai chúng ta đi vào tìm chỗ nào đấy, nhà cửa nọ kia để chúng ta duy trì cuộc sống của chúng ta, làm sao chất lượng cuộc sống nó tốt nhất. Cái đấy đi rất là đồng lòng. Nhưng khi mà trong quá trình mà vợ chồng em mua cái nhà này chẳng hạn, thật ra là vợ em là người quyết, em lại là một người bảo là thôi cứ từ từ để xem thêm nọ kia ấy các thứ. Nó lập tức ra một cái mâu thuẫn. Đó là biểu là đó mà em đã thích rồi, xem không kỹ rồi, tại sao cứ phải xem thêm làm cái gì, chắc gì còn. Nhưng mà em lại bảo nhưng mà chắc gì cái này đã là một phương án tốt nhất của mình nọ kia. Sau đó hoặc là khi mà trong quá trình sửa nhà chẳng hạn thì em với Loan thì được cái là cũng chia với nhau rất là rạch ròi. Ví dụ như Loan thì em sẽ cho Loan là em thì sẽ là người mà kiểu như là quyết định về mặt hình thức, còn về mặt công năng ví dụ như loại tủ này hay là kiểu tủ này nọ kia thì em sẽ là người tham gia. Nhưng mà đôi khi thì vẫn sẽ có những cái mâu thuẫn đỉnh điểm của cái khi mà bọn em sửa căn nhà này ấy. Khi đợt dịch thứ hai bùng phát thì hai vợ chồng em lúc đó rất là áp lực, vừa phải chăm con này, có con thì bọn em phải kiểu như là gửi tạm ông bà vào trong ngày, hai vợ chồng vừa chạy công việc hàng ngày, bọn em không thể bỏ công việc hàng ngày được. Xong rồi cộng thêm việc là chăm thứ nội thất, chăm gạch xưa vữa rồi nước nôi, trời ơi em nói thật với anh mà đôi khi kiểu như là thợ họ lên chậm một ngày thôi là cả một giây đằng sau nó bị ảnh hưởng. Hai vợ chồng lúc đó rất là mệt, rất là stress. Và thật ra lúc đấy tự nhiên là cái bản thân mình nhìn cái gì nó cũng bị khó chịu ấy, chuyện gì mình cũng dễ gây với nhau ấy. Đó, nhưng mà cũng rất là may là cuối cùng nhìn lại thì em thấy rằng là may mắn là cái chuyện này, cái viện bất kỳ một việc gì thì đều có sự tham gia của hai vợ chồng, chứ không phải đơn lẻ một người nào đó làm. Thì đấy cũng là một cái điều may mắn cho bọn em, cũng hỗ trợ nhau, cũng tương tác nhau và đẩy nhau lên tốt nhất. Nhìn như thế này là biết là gia đình hiện tại là đang rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc và thậm chí là rất là đồng lòng chung sức. Vâng. Đó, cái thời điểm này nè, vâng, có rơi đúng vào một cái kỷ niệm hay một cái dịp gì đó hoặc là một cái ngày đặc biệt gì không? Cách đây 2 hôm thì là sinh nhật của vợ em. Thì em đang nghĩ là hôm nay là hay là tranh thủ lắm. Nhưng mà hai hôm trước là cả nhà có tổ chức gì không? Em cũng có tổ chức nhưng mà kiểu như là cũng nhanh. Tại vì là bọn em cũng bận ấy.
Nhưng mà cho nên hay là hôm nay kiểu như là hôm nay tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để bày tỏ hoặc mình có thể mà mình tổ chức lại đúng không? Ok đó, mình với sự làm... xuất hiện đặc biệt của hai gương mặt già dặn trong showbiz đó là Ngọc Hoàng và Quốc Cường. Được ạ. Được không? Được ạ. Thì chắc là một chút nữa nhờ anh Thuận là đi kiếm cho em một cái bánh kem. Tại vì là thật ra là bây giờ em mà đi phát là vợ em biết ngay à? Chuyện nhỏ để đó nha. Và bây giờ nè, sáng tay vô cuốn tiếp đi. Dạ vâng. Bình thường thì Kiên có hay vô bếp để nấu cơm cho cả nhà ăn không? Không phải là hay mà là thường xuyên. Thường xuyên hả? Vậy thì chuyện bếp núc ở nhà ai là người quán xuyến? Bọn em phân công công việc ra. Ví dụ như là hôm nay thì bố về sớm hay là bố không bận gì bố nấu cơm. Còn không thì là mẹ nấu cơm. Nhưng mà người nào nấu cơm thì người còn lại sẽ là người dọn dẹp rửa bát. Đó. Nhưng mà đa phần là chồng em thì sẽ dành phần nấu. Bởi vì chồng em thích nấu nướng mà. Nên là cũng may cho mình là vì như thế. Bây giờ cho chị hỏi nè. Tại vì cuộc sống của tụi em á, từ xưa tới giờ là ở ngoài Hà Nội. Vâng. Và bây giờ chuyển vô trong đây á, thì vợ chồng trẻ mà nó sẽ có những cái mà rất là dễ bất đồng quan điểm. Thì ngày xưa khi mà mình ở Hà Nội á, thì mình gần bố mẹ thì có cãi nhau thì còn có bố mẹ rồi can thiệp. Nhưng mà từ khi mà mình vô trong đây rồi á, mình không có phụ huynh và cũng chung quanh cũng không có ai để mà có thể mà giải tỏa được cho hai đứa. Thì những cái lần mà hai đứa có gút mắt với nhau thì sẽ giải quyết với nhau bằng cách nào? Thực ra là bọn em thì cũng không bao giờ để những cái chuyện mà trong gia đình của mình mà mình cảm giác như là nó chưa có cái gì mà nó quá là vượt giới hạn, bùng nổ quá để mà mình làm phiền ông bà cả. Nên là hai vợ chồng thì sẽ tự giải quyết với nhau. Và thì bọn em có rất là nhiều cách để bọn em giải quyết với nhau. Ví dụ như là có thể là chiến tranh lạnh cũng có. Chiến tranh lạnh ở đây thì thực ra là lúc đầu thì bọn em nghĩ rằng là khi mà mình nổi cơn giận lên ý, mà mình cứ cố gắng mình tranh mua với nhau ý, thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến những cái lời ý không hay và xúc phạm, làm sao đấy mình có thể làm tổn thương cái người kia. Cho nên bọn em chọn rằng là nếu như mà mình có những cái gì mà khúc mắc với nhau ý, thì tốt nhất là để cho hai người bình tĩnh đã, hai người có một cái thế giới riêng bình tĩnh đã. Chồng em thì sẽ là hai người làm lành trước. Khi mà hai vợ chồng đều hạ nhiệt rồi thì bắt đầu sẽ ngồi nói chuyện với nhau, rồi là sẽ phải nói với nhau là cái này được chưa, cái này chưa được, rồi là mong muốn ở người kia như thế nào. Vì bọn em nghĩ rằng là bây giờ lấy nhau cũng phải được 5 năm rồi nên là đều phải đồng nhất với nhau với việc là muốn được ở người kia cái gì thì mình phải nói ra, chứ mình không thể nào anh hiểu em đi rồi là em hiểu anh đi được. Ngày xưa khi mà em yêu Kiên á, tụi em có bị cái sự phản đối hoặc là mà có được cái sự ủng hộ của gia đình không? Thực sự là khi bọn em gặp nhau lần đầu tiên thì bọn em không hề nghĩ rằng đây sẽ là người bạn đời của mình. Thì bọn em gặp nhau thì bọn em cũng nghĩ là thôi, bây giờ thì mình cứ còn trẻ mình cứ yêu đi, rồi mình cũng không có nghĩ. Tại vì những cái người mà em yêu trước đấy thì em đều thấy là em rất là xác định để mà đi đến hôn nhân. Thế nhưng mà nó đều không thành. Thế thì khi mà em gặp chồng em thì em cũng nghĩ là thôi, mình không nghĩ đến chuyện đi xa làm gì cả. Trước đấy thì khi mà mình yêu những người kia, mình cũng có dắt về ra mắt, cũng có giới thiệu với gia đình. Thế nhưng mà em nghĩ là phụ huynh mình là những người lớn tuổi, họ rất là kiểu tinh mắt. Họ nhìn ra đâu được rằng là mình sẽ đi được đến đâu. Và những người trước thế thì kiểu như là bố mẹ thì cũng chỉ bảo là ừ thì con cứ quen, con cứ tìm hiểu đi, không có nói gì xa xôi quá cả. Đến khi mà em dẫn Kiên về ra mắt thì cảm giác như là bố mẹ đã nghĩ đến việc là mình sẽ tiến rất là xa với người này. Và khi mà bọn em quyết định là bọn em dọn ra ở riêng với nhau mà chưa có hôn nhân thì hai bên gia đình lại không hề có một sự phản đối nào. Người bất ngờ lại là bọn em. Vì bố mẹ em thì cũng là làm trong quân đội nên là bố mẹ em cũng rất là nghiêm khắc trong chuyện đấy. Thế nhưng mà lại thấy là ông bà rất là ủng hộ bọn em. Đấy thì em nghĩ rằng là vì có thể là ông bà cũng nhìn nhận được cái con người của Kiên một cách sâu sắc hơn mình hoặc là toàn diện hơn mình nên là ông bà yên tâm. Thế là bọn em mới quyết định là bọn em sống thử. Và khi mà sống thử thì bọn em thấy rằng là nhìn thấy được nhiều những cái bản ngã khác nhưng mà nó lại con người thật và mình cảm thấy rằng là nó phù hợp để mà mình đi đường dài. Vậy thì cho chị hỏi nè, với cái việc mà sống thử như vậy á, tụi em có nhận được cái sự gọi là lời ra tiếng vào của những người chung quanh ngoài gia đình của mình hay? Khi mà sống thử thì em nghĩ là mọi người cũng không có nên kiểu trốn tránh hay là e ngại cái việc đó với gia đình mà nên kiểu như là chia sẻ thực sự với gia đình để có được cái đó sự là cái quan trọng của gia đình. Chứ không phải là mình lén lút hoặc là kiểu như là mình lợi dụng cái việc sống thử đấy để mà kiểu như là ai mình cũng sống thử hoặc là nhà mình phải nhìn nhận xem là ai sẽ phù hợp để mà mình chấp nhận mình sống thử. Thật ra thì chị thấy như thế này nè, mình không có cổ suý cho cái việc là sống thử trước hôn nhân. Tuy nhiên là như em nói là chúng ta phải chọn, mình phải chọn cái người đó đủ tin tưởng để mình có thể là mình có một cái sự trải nghiệm trước hôn nhân. Tuy nhiên để mà sống thử được với nhau, chúng ta cũng phải chuẩn bị.
Đúng rồi. Phải chuẩn bị một cái điều đầu tiên là về kế hoạch hóa gia đình. Đúng, vâng. Đó là cái việc rất là quan trọng. Không, đừng có để cái việc là mình sống thử với nhau để rồi là mình không có gọi là lý trí trong những cái việc đó thì nó lại còn sống dở chết dở. Ở Kiên á, cái điều gì làm cho em đến bây giờ em vẫn còn muốn Kiên phải thay đổi? Em thì không bao giờ mong muốn và đòi hỏi là chồng em phải hoàn hảo cả. Vì con người mà mình không hoàn hảo thì mình cũng không thể đòi hỏi là người khác phải hoàn hảo vì mình cả. Chắc chắn là trong cuộc sống thì nó sẽ còn có cái này cái kia. Và không phải là lúc nào thì tính nét của hai vợ chồng cũng thể hòa hợp 100% được. Nên em chỉ mong là bây giờ mình chuyển vào một nơi mới rồi, mình chỉ còn hai vợ chồng với nhau là chính thôi. Thì mình có cái gì đấy thì mình đều phải chia sẻ với nhau, mình nói ra cái quan điểm với nhau. Và vì tính của em là một người rất là tích cực nên là em cũng mong chồng em là nhìn nhận mọi thứ nó thật là tích cực đi. Bởi vì cuộc sống của mình ấy thực ra là do chính mình tô màu thôi. Mình nhìn ra màu hồng thì nó là màu hồng, mà màu tím thì nó là màu tím. Hay quá. Chồng em cũng sẽ tích cực hơn trong cuộc sống. Bởi vì em cũng biết là vì chồng em là người trụ cột trong gia đình đi, lúc nào chồng em cũng sẽ phải lo nghĩ nhiều áp lực hơn, nhiều. Áp lực nhiều hơn mình rất là nhiều. Đôi khi là cũng muốn tích cực lắm chứ, nhưng mà cũng sẽ vì nghĩ cho người này người kia. Thế nên là một cái ý nữa đấy là em cũng mong là chồng em hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Đấy, đôi khi là vì nghĩ là sống vì công việc nhiều quá, áp lực vì công việc nhiều quá. Tất nhiên cái này thì em biết là chồng em không phải là vì tiền hay là gì cả, mà chỉ vì muốn là cho hai mẹ con, là mẹ con cuộc sống nó thật là tốt nhất có thể đi. Vì thực sự là chồng em cũng trải qua những cái giai đoạn mà cuộc sống nó không được sung túc lắm, nên là em hiểu điều đấy. Nhưng mà nhiều khi thấy chồng làm việc nhiều quá, nó già người cũng xót lắm chị. Chị nghe mua đồ ăn rồi bây giờ mình vô mình ăn cho đó bụng. Ok chị. Không, anh ơi, em không có cầm điện thoại. Đẹp quá. Em biết cái này là ai làm không? Đẹp quá. Em biết là ai làm biết không? Dĩ nhiên là anh với Kiên là... Đó. Kiên thôi, thì anh không có nha. Vậy thôi chút nữa anh ăn một cái miếng bánh tráng thôi. Anh đừng có ăn cái chả giò của người ta nha. Tối mời mọi người ăn đi. Rồi, mọi người ạ. Một người chồng rất là tinh tế nha. Rồi. Người đàn ông cực kỳ tinh tế. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó. Ừ, rất là tinh tế. Bao lâu rồi hai đứa không có ngồi ăn chung với nhau, hay là ngày nào tụi em cũng sinh hoạt như thế này? Không thể từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Nếu mà chị để ý chị sẽ thấy là không gian sinh hoạt chung của nhà em là bao gồm khách, bếp và phòng ăn này này. Bọn em sinh hoạt rất là nhiều, bọn em làm tất cả mọi thứ không gian nó mở ra với nhau. Đó thì khi nào mà ở trong nhà, ví dụ vợ em ngoài phòng khách, em trong phòng bếp, hoặc là vợ em ngồi bàn ăn, em ngồi phòng khách chẳng hạn, luôn luôn vẫn nhìn thấy nhau và vẫn kiểu có thể nói chuyện giao lưu với nhau. Nghe nào, vào đây ăn như thế này, có nghĩa là ở trong đây rồi sinh hoạt ở trong đây rồi ngồi ăn như thế này. Mỗi bữa ăn vậy anh hỏi nha, anh hỏi Kiên nha, Kiên có nhớ nhà không? Có chứ, em nhớ chứ. Bọn em nói gì nói thì kiểu như là khi mà vào trong này thì là kiểu như là bố mẹ ông bà thứ đều ở ngoài kia. Rồi nói gì nói bọn em sống ngoài Hà Nội 29 năm, bạn bè những người thân nhất ở ngoài kia hết. Bọn em vào đây tính đến bây giờ là hơn 4 tháng và số lượng bạn bè của bọn em vì công việc thì có, nhưng mà kiểu như là để mà bạn bè qua nhà tri kỷ ngồi nói chuyện tâm sự với nhau hàn huyên đến đêm ấy thì là không, thì là chưa có. Cho nên là đôi khi bọn em cũng thèm những cái cảm giác nó được quây quần. Đấy, mặc dù mình biết là những cái người quan trọng nhất của mình thì đang ở đây rồi, nhưng mà đôi khi thì mình vẫn muốn là những người mình có những người thân khác nữa chứ. Cho nên là thỉnh thoảng bọn em vẫn ra Hà Nội. Anh chị biết đấy, là cái nhịp sống ở ngoài Hà Nội bao giờ nó cũng rất là bình lặng, nó rất là kiểu nó chậm hơn là ở trong Sài Gòn. Cho nên là khi mà mình ngồi với mọi người ở ngoài Hà Nội, mình cảm giác nó gì đấy, nó hơi chill chill, hơi thư giãn. Thì cho nên là đôi khi em cũng khá là thèm cái cảm giác đó. Lo anh hỏi nha, cái lúc mà hai vợ chồng quyết định vô đây ở thì về phía bên gia đình của em á, thì có người thân hay thậm chí là bố mẹ có cản không hay là ủng hộ? Thực ra bọn em lại cảm thấy rất là may mắn ở một cái điều đấy là bố mẹ bọn em ý, thì thương con thì rất là thương con, rất là muốn gần luôn. Thế nhưng mà ông bà thì lại rất là tôn trọng quyết định của bọn em, vì ông bà luôn luôn nghĩ rằng là cái gì mà mình đã quyết định để mà đặt ra và nói với ông bà rồi thì đấy là cái quyết định mà cho dù như thế nào thì mình cũng sẽ làm. Nên là thay vì việc là cứ cản cấm và chắc chắn là con mình vẫn làm thì ông bà ủng hộ. Ông bà còn sẽ có một cái dự định là ông bà cũng sẽ vào đây cùng với bọn em nữa.
Hay đó, quá. Chấp nhận thay đổi cả cái cuộc sống mà 60-70 năm của mình ở ngoài kia để mà đi theo con. Thì thực sự là qua chương trình này là bọn em cũng muốn là rất là cảm ơn bố mẹ bọn em. Chứ còn nếu như mà mình không có một cái bước đệm như vậy, mình đi trong cái tâm thế là đi thì mình vẫn đi được thôi, nhưng mà để lại bố mẹ mình kiểu lo rồi là nhớ cháu, thương con, thì thực sự là bọn em sẽ cảm thấy không thoải mái được. Mong là bố mẹ sẽ xem được. em định nói, em nói hết rồi. Như trên ạ. Như trên à. Thằng bé này nó hay quá. Hôm nay là nhân dịp như là Giáng sinh và nhân dịp anh em chúng tôi đến với chương trình từ chương trình Gõ Cửa Năm Nhà, thì nhân dịp này anh nhân nhiều quá, có nhân một lẽ cái điều rất là đặc biệt mà muốn biết điều đặc biệt đó là gì. Gì? Ăn hết dĩa da giò đi biết. Ăn đi, ăn đi. Lo bụng no á, quá trời no luôn. Bây giờ nè, tôi xin giới thiệu với ba thành viên đang ngồi ăn cơm với tôi một cái bí mật mà bây giờ tôi sẽ được bật mí. Anh ơi, em thấy là em với anh cùng team á, mình cùng nhau đi đến cái nhà này mà sao anh hay kiểu giống như là anh hay có những cái bí mật riêng lắm nha. Anh không hề bàn với em luôn á. Nhớ anh có bí mật cho chị luôn thì sao? Thích lắm. Anh thích cái gì? Thích. Anh nghĩ là tạo một cái không khí làm cho mọi người phải suy nghĩ, phải trăn trở. Anh chơi với ai chơi lại anh? Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, tôi xin dẫn ba người vào một căn phòng bí hiểm trong nhà mình luôn ạ. Vậy nhà mình đúng căn phòng bí hiểm, nhà của người ta mình. Đi vô đây, đang vô đây. Cái gì? Chuyện té xỉu nè. Nhà của người ta mà sao anh ngộ ghê. Có ai không? Ủa quên, không ai đâu. Ủa phòng này là phòng mình là phòng của ai em? Phòng này là phòng của Cam ạ. Của Cam đúng không? Vâng. À, ở đây coi nha. Bất ngờ thật. Thấy cao. Dạ. Thấy chưa? Ủa xin nhận ai? Rồi, ngồi xuống. Sau đây xin mời các bạn coi chút phim nghe. Cam này, của con mình nè. 1, 2, 3. Xin chào anh. Chúc mừng sinh nhật mẹ chứ. Hả? Chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Năm nay đã sinh nhật năm thứ 29 của mẹ rồi. Và như vậy là hai vợ chồng mình đã đồng hành được với nhau như vậy là 6 năm. Anh biết rằng là 6 năm qua thì không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ hai vợ chồng mình có những kỷ niệm với nhau này, có với nhau được đồng chí bé này, đã chuyển với nhau vào trong thành phố Hồ Chí Minh, một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, để tiếp tục với nhau, đồng hành với nhau trong chặng đường sắp tới. Chồng biết được rằng là có những giây phút thì hai vợ chồng mình cũng rất là vất vả đúng không, để có được những ngày hôm nay. Thì cảm ơn vợ đã luôn luôn tin tưởng cũng như là luôn đồng hành cùng với cả anh trong chặng đường vừa qua, và chắc chắn là sẽ còn ở trong chặng đường sắp tới nữa. Và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để nuôi dạy Cam trở thành người tốt này, cũng như là trở thành một em bé thật là ngoan ngoãn. Chồng biết rằng là trong thời gian vừa qua thì đã có những lúc mà vợ cũng rất là mệt mỏi này, căng thẳng này, áp lực gia đình, áp lực về công việc, rồi cố gắng lo lắng và chu toàn mọi thứ. Nhưng mà anh hy vọng rằng là những lúc nào mà khó khăn hay mệt mỏi thì em hãy chia sẻ với anh, cũng như là luôn luôn bộc lộ, cũng như là cứ nói hết ra mọi điều với anh, thì anh chắc chắn sẽ luôn luôn lắng nghe em. Và Cam có muốn nói gì với mẹ không? Con có yêu mẹ không? Dạ. Thế thì yêu mẹ thì phải nói gì với mẹ nữa nhỉ? Hả? Yêu mẹ rất trên đời. Như nào thôi, như nào chứ, bố vẫn chưa hiểu. Ôi, yêu nhiều như thế luôn. Và con hứa phải trở thành ngoan ngoãn để cho mẹ vui nhá. Ok, chúc mừng sinh nhật em, và 29 tuổi rồi. Luôn luôn cố gắng và chắc chắn là sẽ có chồng và Cam đồng hành cùng vợ trong chặng đường sắp tới. Happy birthday. Happy birthday mẹ nào. 1, 2, 3. Happy birthday. Happy birthday. Thế nhưng còn một cái điều bất ngờ nữa. Mời. Chúc mừng 29 tuổi, luôn hồng như chiếc bánh này. Cảm ơn chồng. Thì nói chung là bọn em đã được sinh nhật lần đến này là lần thứ 6 rồi. Năm thứ 6 em bên nhau và cũng là 6 cái sinh nhật rồi. Và đó, thì trong vòng 60 năm nữa
thì chúng ta sẽ vẫn ăn với nhau rất rất nhiều cái sinh nhật nữa và còn phải thổi nến rất là nhiều nữa. Chúc vợ tuổi mới là xinh đẹp, mạnh khỏe và luôn luôn yêu thương hai bố con. Thôi cùng thử. 1, 2, 3. Rồi, chúc sinh nhật. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Không có cầu nguyện gì à? Thực ra là đây là để điều ước của em thành hiện thực rồi nên là em nghĩ em chả cần thôi tôi đi bà. Thôi ăn mấy giờ mình chúc đi, chúc coi như là sau khi ổn định rồi tất cả mọi thứ, nghĩa là phát triển rồi sẽ thêm con đứa quýt quýt cam cam và quýt xanh á, từ đó đó đúng không? Hôm nay thì chắc là em là người được nhiều nhất ở đây rồi, thì vừa được đón hai anh chị đến nhà chơi xong rồi lại còn được tổ chức bất ngờ nữa. Cho nên là em nghĩ là, và cho dù thì một năm vừa qua có khó khăn như thế nào thì cuối cùng thì chúng ta cũng được sum vầy, cũng được ngồi để chúc cho nhau những cái điều tốt đẹp nhất. Nên là em cũng mong rằng là chương trình của mình sẽ mang những cái điều tốt đẹp này không chỉ đến nhà em mà còn đến nhiều nhiều gia đình khác nữa, và bọn em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và cảm ơn chương trình Cỗ Cửa Thăm Nhà.